Tiếp tục là một thông tin về giao thông. Không chấp hành tín hiệu dừng xe của tổ công tác kiểm tra nồng độ cồn, tài xế xe ô tô 4 chỗ tăng ga tông thẳng vào hai cảnh sát giao thông ở thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Lực lượng chức năng đã truy đuổi và xác định được danh tính của tài xế 20 tuổi. Vào lúc 20 giờ 10 phút ngày 15 tháng 12, tại đường Khánh Hòa, thị xã Duy Tiên, tổ công tác của đội cảnh sát giao thông trật tự công an thị xã Duy Tiên dừng ô tô 4 chỗ màu đen để kiểm tra nồng độ cồn tài xế đã không tuân thủ tăng ga bỏ chạy và đâm trúng hai cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ, khiến cả hai ngã vào vệ đường. Sau khi gây ra vụ va chạm, tài xế ô tô tăng ga bỏ chạy. Cán bộ cảnh sát giao thông bị thương đang được theo dõi sức khỏe tại bệnh viện. Phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Hà Nam và công an thị xã Duy Tiên nhanh chóng vào cuộc xác minh, xác định xe ô tô trên mang biển số 30K 46084, nhãn hiệu Honda HRV RS chủ phương tiện sinh năm 1981, xã Tri Thủy, huyện Phú Xuyên, Hà Nội. Qua xác minh ban đầu, người điều khiển xe ô tô thời điểm xảy ra sự việc là Phạm Đình Huân, sinh năm 2003, con trai của chủ phương tiện. Tại cơ quan công an, bước đầu nam tài xế khai nhận về hành vi vi phạm của bản thân.